Nhật Minh cùng Thư Kiều, thay mặt những người thực hiện chương trình xin kính chào và cảm ơn quý khán giả, bà con đã lựa chọn Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng theo dõi bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay có những thông tin đáng quan tâm nào, mời quý vị và bà con cùng điểm qua. Bà con trồng khoai lang tím Nhật ở Vĩnh Long đang hân hoan cho vụ mùa đợt đầu năm này. Lạ mà hay, với mô hình cho ếch ngồi trên, cá trê bơi ở dưới, chỉ 3 tháng thu về hàng chục triệu đồng. Thời tiết bất thường đang là nỗi lo của bà con trồng khoai tây ở Lâm Đồng. Thế nhưng một rào cản còn lớn hơn khiến bà con bất an. Đó là gì? Mời bà con cùng theo dõi phóng sự ở phần cuối chương trình. Thưa bà con, tình trạng bà con trồng khoai lang tím ở Gia Lai thân sơ thất sở về việc thương lái không thèm đối hoài khi hàng chục ngàn tấn đang kỳ thu hoạch nhưng mà không có đầu ra. Ngành chức năng phải dùng đến phương án giải cứu cho bà con. Tình cảnh này, người trồng khoai lang trên cả nước bất an. Vậy mà điều này không xảy ra với người trồng khoai ở Vĩnh Long. Lúc này giá không những đạt ý nguyện mà còn tăng thêm bất ngờ. Huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long là huyện thuần nông, chủ lực là cây khoai lang. Với diện tích sản xuất mỗi năm hơn 10.000 hecta, tính từ đầu năm nay, giá khoai lang tím Nhật trên địa bàn chỉ dao động ở mức 6.000 đồng một ký. Thế nhưng đến những ngày đầu tháng 3 này, giá khoai lang tím Nhật bất ngờ tăng lên đáng kể ở mức gần 12.000 đồng một ký. Trung bình một công khoai, người dân lời khoảng 10 triệu đồng. Giá khoai lang tăng cao mà ai không phấn khởi đúng không, Thư Kiều? Thế nhưng chia sẻ thì bà con cho biết là vẫn còn đau đáu nỗi lo vì giá khoai lang luôn bấp bênh, đầu ra không ổn định, còn sâu bệnh thì ngày càng nhiều. Chính vì vậy mà tôi nghĩ là để canh tác hiệu quả và bền vững, bà con nên trồng đa dạng cơ cấu các giống khoai lang, thực hiện luân canh các loại cây trồng khác nhằm giúp cải tạo đất và tránh tình trạng trồng ồ ạt một loại sẽ dẫn đến cung vượt cầu, giá sụt giảm. Nhưng thưa bà con, với giải pháp tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp và gắn với việc chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất mới cho người nông dân, có một huyện ở tỉnh Lâm Đồng đã thay đổi đời sống bà con theo hướng tích cực hơn, thu nhập bình quân đầu người gấp gần 2 lần trong 3 năm. Kết quả này cho thấy sự chuyển đổi thật sự phù hợp. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người huyện Đam Rông đạt 32 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015 và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5 đến 6% một năm. Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông cho biết, đó là nhờ việc triển khai hiệu quả chương trình tái cơ cấu cây trồng vật nuôi trong năm 2019 và cả năm 2020, huyện xác định 4 giải pháp trọng tâm triển khai đồng bộ trên địa bàn. Thứ nhất, nhân rộng các mô hình sản xuất vật nuôi cây trồng đạt giá trị kinh tế cao. Cụ thể, nuôi bò cái lai xin, nuôi heo đen trong hàng rào, trồng rau thương phẩm và chuối la ba trên diện tích chuyển đổi cây cà phê già cỗi, trồng cây ăn quả xen canh trong vườn cà phê. Thứ hai, củng cố, mở rộng mối liên kết bền vững theo chuỗi sản xuất và tiêu thụ giữa hợp tác xã với nông hộ. Thứ ba, triển khai hiệu quả các nguồn vốn lồng ghép đầu tư, nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Thứ tư, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi nội đồng, đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng phát triển theo hướng bền vững, giá trị cao trên địa bàn. Còn với huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũng hướng đến việc phát triển nông nghiệp theo cách riêng, đó chính là nhân rộng sự hợp tác. Đến nay trên địa bàn huyện có 33 hợp tác xã với tổng số vốn gần 68 tỷ đồng, 36 tổ hợp tác. Hầu hết các hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Số lao động làm việc thường khoảng 800 người. Thu nhập bình quân của một lao động khoảng 46 triệu đồng một năm. Nhưng cũng còn một số ít các hợp tác xã hoạt động riêng lẻ, trình độ năng lực của cán bộ quản lý và lao động làm việc còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra hiện nay. Đây là vấn đề nan giải mà địa phương đang cố gắng khắc phục trong năm nay. Trở lại với giá cả một số mặt hàng nông sản chúng tôi vừa cập nhật. Trong lúc này, giá sầu riêng đang được ghi nhận tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhất là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Giá trái sầu riêng tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng bình quân từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với cách nay khoảng 2 tháng. Tại Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, giá các loại sầu riêng ngon hạt lép như ri sáo, mỏng thon được nhiều nhà vườn bán cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức 45.000 đến 50.000 đồng một ký. Trong khi đó, nguồn cung trái sầu riêng có phần hạn chế vì chưa bước vào rộ mùa thu hoạch sầu riêng chính vụ trong năm. Người trồng sầu riêng hồ hởi bao nhiêu thì người trồng điều ở Bình Phước teo héo bấy nhiêu. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp cây điều bị mất mùa,
trong khi giá thu mua cũng sụt giảm. Giá điều hiện tại chỉ ở mức 27.000 đồng một ký, thấp hơn khoảng 10.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái, và dự báo từ đây cho đến cuối vụ không thể tăng đột biến. Và như vậy là sao cao su, hồ tiêu giờ lại đến cây điều rớt giá? Những khó khăn này sẽ vẫn có thể lặp lại hoặc kéo dài nhiều năm sau nếu như không có những giải pháp mang tính đột phá trong sản xuất và tiêu thụ. Trong khi ngành chức năng đang lo sợ heo hơi ở miền Bắc tiến vào Nam do giá heo có sự chênh lệch nhiều, trong lúc dịch tả heo châu Phi đang bùng phát thì đây là mối nguy lớn. Nhưng cập nhật giá cả lúc này, giá heo hơi tại miền Nam đang giảm mạnh, có nơi giảm hơn 5.000 đồng một ký. Tiền Giang là địa phương có mức giảm nhiều nhất, hiện chỉ còn 49.000 đồng một ký. Tại Cần Thơ, Bạc Liêu cũng giảm xuống còn 52.000 đồng một ký. Ngược lại, giá heo hơi ở miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên không biến động nhiều. Thưa quý vị và bà con, còn trước xu thế các loại thủy sản nuôi đầu ra không ổn định, dù cho trúng sản lượng nhưng lại rớt giá bán dẫn đến thua lỗ, một số bà con nông dân đã chịu khó tìm tòi học hỏi các mô hình nuôi trồng mới mẻ, ứng dụng đạt hiệu quả rất cao. Một trong những mô hình nuôi trồng tiếp tục đang gây sự chú ý của nhiều bà con là nuôi ếch kết hợp với nuôi cá. Mô hình kép trồng rất lạ này đã mang lại hiệu quả bất ngờ cho một số bà con nông dân. Sau đây, mời bà con cùng tham khảo xem họ kiếm hàng chục triệu mỗi tháng từ mô hình này như thế nào. Có khá nhiều bà con miền Tây đã áp dụng thành công mô hình kép trên làm vèo lưới cho ếch ngồi, dưới thả cá trê vàng lai. Theo chia sẻ kinh nghiệm của những hộ nuôi trồng thành công, nguyên lý chính của mô hình nuôi kép là màng da ếch nuôi trong vèo lưới phía trên mặt ao. Mỗi khi lột từng lớp mỏng cùng phân ếch sẽ là nguồn thức ăn phụ cho vài ngàn con cá trê vàng lai ở phía dưới. Bên cạnh đó, thức ăn cho ếch dư thừa sẽ rơi xuống ao và sẽ được cá trê vàng lai tiêu thụ. Thực hiện mô hình này, người nuôi rất nhẹ công chăm sóc, không phải bỏ ra nguồn vốn quá lớn và ếch thường không bị dội hàng, không trầy xước nên thương lái rất chuộng. Được biết, một anh nông dân ở tỉnh Vĩnh Long sau 70 ngày nuôi đã xuất bán được trên 800 kg ếch thịt với giá 40.000 đồng một ký. Trừ hết chi phí, anh còn lời sắp xỉ 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh còn thu được trên 15 triệu đồng từ tiền bán cá trê vàng lai với giá bán 40.000 đồng một ký. Hiệu quả quá lớn có phải không thưa bà con? Thưa bà con, từ ngày 1 tháng 5, trái cây lót bằng rơm, rạ sẽ không được xuất khẩu vào Trung Quốc. Đây là thông tin được ông Trần Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ. Được biết, Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế có một tiêu chuẩn về kiểm dịch. Theo đó, tất cả các vật dụng bằng gỗ, kể cả bao bì, máy móc đều phải có giấy chứng nhận khử trùng. Nếu tiếp tục sử dụng rơm rạ để lót trái cây, thì rơm rạ phải được khử trùng trước khi sử dụng làm nguyên liệu lót. Thay vì làm như thế, thì các doanh nghiệp có thể dùng các loại lưới xốp để làm vật liệu lót thay thế cho rơm rạ như trước đây sẽ tiện hơn nhiều. Trong năm 2018, Trung Quốc chiếm tới hơn 70% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam. Trên thực tế, xuất khẩu nông sản của Việt Nam chưa bền vững khi phụ thuộc rất lớn vào việc xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc. Có thể thấy, con đường xuất khẩu tiểu ngạch bao giờ cũng có nhiều rủi ro vì không có sự ràng buộc pháp lý giữa người mua và bán. Tuy nhiên, Trung Quốc không còn là thị trường dễ tính như trước đây. Chính phủ hai nước đã thống nhất quản lý xuất nhập khẩu theo hướng chuyển dần sang chính ngạch, giảm dần tiểu ngạch. Doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua nhiều rào cản kỹ thuật nếu muốn xuất khẩu vào thị trường này, trong đó có yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Hiện có 8 loại trái cây đã được phép nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc là thanh long, dưa hấu, dải, nhãn, chuối, xoài, mít và chôm chôm. Hiện Việt Nam đang đàm phán đề nghị phía Trung Quốc mở cửa thị trường đối với sầu riêng, bưởi, chanh dây, dừa, mãng cầu, măng cụt, khoai lang và bơ. Thưa bà con, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là cách làm hiện đại thời nay. Trong đó, vận hành nhiều nhất là hệ thống tưới nước tự động, vì mọi loại nông sản sẽ thích hợp với những kiểu thiết kế khác nhau. Chẳng hạn như là chiếc máy này của một nông dân ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Từ khi có nó thì công, thời gian chăm sóc và ngay cả việc rải phân cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Từ đây mới thấy hết những tiện lợi khi mà chúng ta biết cải tiến cách làm nông hiệu quả như thế nào. Thay vì mất cả buổi cho việc bơm tưới, giờ đây chỉ cần bật công tắc 8 con bưởi da xanh của anh Đặng Đoàn Minh Hải để được cung cấp nước đầy đủ chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Không chỉ tưới nước mà việc bón phân cho cây chưa bao giờ dễ dàng và kiểm soát số lượng chặt chẽ trên từng cây. Ưu điểm mà hệ thống phun mưa cục bộ theo công nghệ Israel này mang lại là kết hợp tưới nước và phân tập trung tại gốc mà nhiều hệ thống tưới tự động hiện nay chưa đáp ứng được.
Theo anh Đặng Đoàn Minh Hải, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, chỉ cần ngâm và quả tan phân vào bể chứa. Sau đó, máy bơm sẽ đưa phân và nước qua bộ phận lọc cặn và tưới trực tiếp vào từng gốc cây thông qua bét tưới được đặt cố định ở mỗi gốc cây. Với công suất 53 lít nước một giờ, nông dân có thể hoàn toàn chủ động về lượng nước và thời gian tưới trong ngày theo các giai đoạn phát triển của cây. Đặc biệt, lượng nước sẽ được cung cấp đều và trực tiếp vào gốc, đảm bảo rễ được hấp thu hoàn toàn các chất dinh dưỡng và phát triển đồng đều. Theo tính toán, với cách tưới này có thể tiết kiệm từ 30 đến 40% lượng phân bón, 30% nước và chi phí nhân công chăm sóc hàng ngày, nhất là vào thời điểm mùa khô. Anh Hải cho biết chi phí đầu tư ban đầu là gần 40 triệu đồng, nhưng thời gian sử dụng kéo dài từ 10 đến 12 năm. Cũng chính chi phí bỏ ra ban đầu cao nên nhiều người còn e dè áp dụng. Thế nhưng với những gì mà anh Hải đã thực hiện trên mảnh vườn của mình cho thấy lợi rất nhiều, đúng không thưa Kiều? Và không có lý do gì để mà chần chừ áp dụng, bởi việc áp dụng công nghệ như thế còn tiết giảm giá thành sản xuất, điều mà ngành nông nghiệp đang hướng đến. Thưa bà con, hiện nay thời tiết có nhiều biến đổi so với trước. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến việc đầu tư chăm sóc các loại cây trồng nói chung. Nhất là đối với khoai tây, do canh tác ngoài trời nên tác động của biến đổi khí hậu càng thể hiện rõ nét. Nhưng thưa quý vị, điều đó không phải là rào cản lớn nhất của người trồng khoai tây ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Vậy thì bà con nơi đây đang gặp vướng mắc gì? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Nhà nông này sống bằng nghề trồng rau, hoa từ mấy chục năm nay. Bởi vậy mà ông luôn ưu tiên áp dụng quy trình canh tác khoai tây tiên tiến vào thực tế sản xuất của gia đình mình. Nhằm không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng nông sản cung ứng cho bạn hàng gần xa. Tuy nhiên, trăn trở lớn nhất hiện nay của nhà nông này là thời tiết ngày càng thay đổi. Trong đó, khoai tây là loại nông sản được bà con canh tác chủ yếu ở ngoài trời, nên các loại sâu bệnh hại trên vườn càng rõ nét. Cây khoai tây là rất quan trọng. Nhưng mà nói chung ra là mấy năm trước á, thì thời tiết nha, thì nó thuận. Chứ vừa qua mấy năm nay thời tiết nó nghịch. Tất nhiên là cây khoai tây người ở vùng Đa Quý đây, người ta trồng nhất là đông xuân. Nhưng mà bây giờ đông xuân là tháng 11 vẫn còn mưa. Như vậy là cây khoai tây rất khó. Ví dụ trước là trời thuận thì là sau nó ít. Nhưng mà trời nghịch thì sau nó nhiều và nấm bệnh nó nhiều. Để thuận tiện cho việc áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, trao đổi thông tin, tìm kiếm đầu ra, nhiều hình thức liên kết sản xuất đã được hình thành. Xã Xuân Thọ là địa bàn trồng các loại cây có củ chủ lực của thành phố Đà Lạt. Trung bình mỗi năm, địa phương này canh tác gần 300 hectare khoai tây, với giống khoai tây được canh tác chủ lực là BO3. Thời gian qua, bằng việc triển khai xây dựng nông thôn mới, hàng chục tổ hợp tác đã được hình thành. Nhờ đó mà nhiều thông tin liên quan đến sản xuất nông nghiệp nói chung và canh tác khoai tây nói riêng đã được nhà nông địa phương nắm bắt để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp. Cái khó ở đây là việc tìm đầu ra và bảo quản sau thu hoạch. Khó khăn thì cũng là những cái khó khăn chung về cái thị trường đầu ra, rồi khó khăn về những cái biến động của thời tiết, ví dụ như cao điểm mùa khô này khả năng là thiếu nước, thì cái vấn đề về nước tưới thì nó cũng chưa được đảm bảo toàn bộ cái diện tích. Cái năng suất của vụ đông xuân thì nó rất là đạt, thì cái đầu ra thường thường nó tiêu thụ cũng không kịp á. Không kịp thì nông dân đôi khi là phải trữ lại qua đến tháng 4, tháng 5, sang năm thì mới bán mới hết được. Tại vì nông dân làm là làm theo tập tính, với lại những cái công nghệ mà những cái nhà kho, những cái sâu thu hoạch, kiến thức sâu thu hoạch đó, cũng còn hạn hẹp. Khoai tây giống là mình để giống bất cứ một cây gì cũng vậy, sâu thu hoạch đó, mà nếu như mình có được những cái điều kiện tốt á, mình quản lý tốt á, thì rất là an toàn. Còn nông dân bây giờ nói chung là bây giờ mình làm như vậy về, mình chỉ biết đổ ra vàng thôi, cách xử lý giống rồi thì cũng theo truyền thống, rồi nhiệt độ rồi này nọ kia mình không quản lý sạch được. Khoai tây là loại cây trồng truyền thống mang lại thu nhập cho nhiều nông hộ chuyên canh các loại rau, củ, quả trong tỉnh. Vì thế rất cần có thêm những tác động cần thiết giúp người nông dân yên tâm đầu tư, góp phần tạo thêm nội lực để loại cây lấy củ này ngày càng được đầu tư căn cơ và hiệu quả. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.